Kính thưa quý vị và các bạn, với thủ đoạn tinh vi nấp bóng dưới hình thức môi giới việc làm cho phụ nữ, một đường dây mua bán người liên tỉnh đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Phước phối hợp công an thị xã Chân Thành triệt xóa. Trong thời gian cuối tháng 12 năm 2023, qua công tác nắm tình hình địa bàn phục vụ công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau Tết Nguyên đán chấp Thìn năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Phước phát hiện có một nhóm đối tượng chuyên dụ dỗ phụ nữ thông qua mạng xã hội để lừa bán vào các quán cà phê, massage trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Bình Dương. Ngay sau đó, chuyên án bí mật số 1023M được xác lập để huy động lực lượng vào cuộc đấu tranh triệt phá. Khi mua bán, thì các đối tượng này sẽ đưa con em của mình vào các cái quán karaoke, vào các cái cơ sở massage sông hơi và các cái quán cà phê có cái hành vi kích dục để rồi sau khi đó thì đưa vô các đối tượng mình gia đình người thân mình phát hiện thì chúng nó lại đòi tiền chuột để mà chuột con em mình về mặc dù gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động rất tinh vi chỉ trao đổi thông tin với nhau bằng các tên hiệu biệt danh trong các nhóm kính trên mạng xã hội nhưng được sự hỗ trợ cung cấp thông tin của người dân đến ngày 7 tháng 1 năm 2024 ban chuyên án đã bắt giữ được 4 đối tượng chính trong chuyên án, gồm Vũ Thanh Tùng, Nguyễn Văn Dũng, Hồ Chí Tú và Nguyễn Trọng Nghĩa. Quá trình đấu tranh, lần lượt từng đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Trong quá trình thẩm tội thì tôi thường đăng bài tuyển dùng công việc nhà hàng, làm các công việc như kara massage, massage sông hơi, thu nhập từ 6 đến 7 triệu một tháng, bao ăn ở thì bên tôi sẽ tư vấn kỹ về công việc đó còn nếu như nhân viên không chịu làm thì bên tôi sẽ dùng biện pháp là một là ép, ép nhân viên bơ vào thế tiền xe hai là từ từ chối công việc công việc như ban đầu vì lý do này và lý do khác biết chưa đủ 18 nên bị can không nhận can giới thiệu chỗ khác để nhận tiền tiền hoa hồng tiền Bước đầu xác định từ cuối năm 2022 Tùng giao cho Tú trực tiếp dụ dỗ những phụ nữ cần việc làm thông qua tài khoản Facebook. Sau đó, cho Tùng sắp xếp đưa họ bán cho các quán cà phê, massage, karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Phước và tỉnh Bình Dương, lấy tiền chia nhau tiêu xài. Riêng vụ án mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra vào ngày 11 tháng 5 năm 2023 tại khu phố 2 phường Thành Tâm, thị xã Trân Thành. Thì sau khi Tú dụ dỗ được cháu NTTT, tên viết tắt, sinh ngày 20 tháng 12 năm 2008, thường trú tỉnh Bến Tre, thì giao cho nghĩa trở về tỉnh Bình Dương giao cho Tùng tại đây Tùng nhờ người liên hệ bán cho Dũng với giá 10 triệu đồng số tiền này Tùng hưởng 4 triệu 500 ngàn đồng còn lại chia cho tú 3 triệu đồng nghĩa 2 triệu 500 ngàn đồng thì công an thị xã Trấn Thành cảnh báo khi sử dụng mạng xã hội thì không để bị các đối tượng lợi dụng để tiếp cận rồi rủ rê rồi lôi kéo mời gọi chào mời đi du lịch miễn phí rồi được hưởng các cái vật chất miễn phí để rồi là làm theo các cái thủ tục các cái hướng dẫn của loại tội phạm này để rơi vào cái việc là các đối tượng thực hiện dễ dàng trong cái việc mua bán người. Được biết năm 2023 vừa qua trên địa bàn thị xã Trân Thành lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ hai vụ mua bán người cũng hoạt động với thủ đoạn tương tự như vụ án nêu trên. Trong đó, 5 đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đã bị tòa án xét xử và tuyên phạt mỗi đối tượng từ 2 năm 6 tháng tù đến 5 năm tù.